Hello, chào các bạn đến với kênh Pin Network Currency của Phạm Tiền. Hôm nay mình sẽ cập nhật một số tin tức liên quan đến Pin Network. Anh em có thể cho mình một đăng ký, một like để ủng hộ nhé. Giai đoạn ra mắt, giai đoạn 2 Stellar, Pin Network di chuyển sang pinnet.com. Hôm nay, thế giới tiền điện tử được chào đón nhiệt tình bởi giai đoạn 2 của Soroband with Stellar ra mắt. Trong vòng chưa đầy 2 giờ, mainnet của dự án này đã được công bố, đưa chúng ta vào một kỷ nguyên mới của VFS Stellar Network Blockchain Web 3. Soroband với Stellar là một trong những trọng tâm trong thế giới tiền điện tử kể từ khi giai đoạn đầu tiên của nó ra mắt. Dự án hứa hẹn là sự đổi mới đáng kể trong công nghệ blockchain với mục đích mang lại hiệu quả minh bạch cao trong hệ thống tài chính toàn cầu. Giai đoạn 2 của dự án này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của Soroband với Stellar, được trang bị các tính năng và cải tiến mới từ giai đoạn trước. Mainnet được thiết lập để ra mắt trong vài giờ tới, dự kiến sẽ cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và mở hóa tiềm năng mới trong hệ sinh thái của tiền điện tử. Với sự xuất hiện của giai đoạn mới này, những người đam mê tiền điện tử trên thế giới đang dự đoán tác động mà nó sẽ mang lại. Không chỉ là một thành tựu kỹ thuật, sự ra mắt của Soroband với mạng chính Stellar cũng được coi là một mốc quan trọng trong sự phát triển của công nghệ blockchain. Trong khi đó, một sự kiện liên quan khác, hôm nay đánh dấu một sự kiện quan điểm, thời điểm quan trọng đối với người dùng Pin Network, đó chính là URL Wallet.bi sẽ chuyển sang pinnet.com. Động thái chiến lược này nhằm củng cố nhận diện thương hiệu Pin Network và sự tăng cường hiện diện của nó trong thế giới tiền kỹ thuật số. Với rất nhiều sự kiện thú vị xảy ra trên thế giới tiền điện tử, rõ ràng chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng công nghệ phát triển nhanh chóng. Từ sự ra mắt của Soroband với mạng chính Stellar đến việc di chuyển tên miền Pin Network, tương lai của thế giới tiền điện tử dường như ngày càng tươi sáng và đầy tiềm năng. Sự phát triển này đánh dấu một sự bước tiến trong hành trình Soroband with Stellar hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nền tảng blockchain hàng đầu và lớn nhất thế giới. Với các tính năng sáng tạo của mình, Soroband với Stellar dự kiến sẽ cung cấp các giải pháp minh bạch, hiệu quả và minh bạch cho các nhu cầu kinh doanh và tài chính khác nhau. Kể từ khi thành lập, Soroband với Stellar đã thu hút sự chú ý của các nhà quan sát ngành công nghiệp và những người chơi trên thị trường tiền điện tử. Tiềm năng thay đổi mô hình trong hệ thống tài chính toàn cầu là sức hấp dẫn chính của dự án. Với sự ra mắt của giai đoạn 2, kỳ vọng và hy vọng cho dự án cao hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, giữa tất cả sự phấn khích này cũng có một số thách thức phải đối mặt. Các dự án blockchain như Soroband với Stellar phải vượt qua với các rào cản kỹ thuật và quy định khác nhau để đạt được những tiềm năng đầy đủ của chúng. Ngoài ra, bối cảnh ngày càng cạnh tranh trong ngành công nghiệp tiền điện tử cũng là một yếu tố cần xem xét. Trong khi đó, việc di chuyển tây miền Pin Network là một sự kiện quan trọng khác trong thế giới tiền điện tử. Pin Network đã được chú ý kể từ khi ngày thành lập, hứa hẹn với khả năng truy cập tiền điện tử dễ dàng hơn cho 1 triệu người trên toàn thế giới. Với sự chuyển sang mainnet pinnet.com, Pin Network hy vọng sẽ tăng cường sự tiện lợi và khả năng tiếp cận cho người dùng của họ. Việc thay đổi tên miền cũng là một động thái chiến lược để củng cố thương hiệu Pin Network và tăng cường sự hiện diện của nó trên thị trường. Là một trong những dự án tiền điện tử hàng đầu, Pin Network tiếp tục cố gắng cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho người dùng và mở rộng ảnh hưởng của mình trong ngành điện tử. Do đó, hôm nay đánh giá một bước quan trọng trong sự phát triển hai dự án tiền điện tử hàng đầu, Soroband with Stellar và Pin Network. Sự ra mắt giai đoạn 2 của Soroband with Stellar hứa hẹn sẽ đổi mới hơn trong công nghệ blockchain. Trong việc di chuyển tây miền, Pin Network thể hiện sự cam kết của họ đối với sự tăng trưởng liên tục và củng cố vị thế của thị trường tiền điện tử. Với rất nhiều sự thay đổi và đổi mới xảy ra trên thế giới tiền điện tử, tương lai của ngành công nghiệp này dường như ngày càng tươi sáng. Bằng cách liên tục vượt qua những ranh giới của công nghệ và đối mặt với những thách thức với lòng can đảm, với dự án của Soroband với Stellar và Pin Network tiếp tục sẽ là động lực chính của cuộc cách mạng và tiền điện tử trên toàn cầu.